Thân thiện chào khách, khách tham quan vườn thú rất bất ngờ, khi thấy một con gấu nâu dơ chân trước lên như vẫy chào thân thiện, khoảnh khắc hài hước được du khách có tên Maxim Gavrilenko tới thăm một vườn thú gần thủ đô Moscow, Nga, quay lại bằng điện thoại, theo lời kể của Maxim, khi thấy con gấu ngồi lẻ loi trong chuồng một mình, anh đã giơ tay lên vẫy, sau đó, con vật bỗng ngồi thẳng dậy, dơ một chân trước lên như muốn bắt trước động tác của Maxim, hành động này còn được lặp lại vài lần suốt trong đoạn video hành động của chú gấu khiến những người có mặt đều thích thú và bật cười mỗi khi có người vẫy tay chào con gấu đều cố đáp lại tương tự sau cùng nó được một vị khách ném đồ ăn qua hàng rào để khích lệ đoạn video của vị khách người nga hiện thu hút hàng chục nghìn lượt xem chia sẻ và bình luận